Hôm nay xin giới thiệu với quý vị chợ Tất Gán trong những ngày giáp Tết nè quý vị. Đây là ngã tư đường Ngô Quyền với đường Trần Quang Khải đó quý vị. Dạ quay phim chợ Tết chú ơi, quay phim chợ Tết. Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở khu vực chợ Tất Gán. Ủa chú, ngày xưa giờ chợ là Tất Gán luôn đúng không? Ừ, chợ Tất Gán. Cái khu này ngày xưa như là rất là. Đây là khu vực gần đường Ngô Quyền nè quý vị. Ngày xưa có cái nhà máy gọi là nhà máy nước đá. Có nhà máy xay lúa. Nhà máy xay lúa. Dạ. Cháu cũng quay gì chứ? Dạ con quay dịp Tết. Hả? Dịp mà quay không đi, không cần quay mà quay cái chợ ế vậy chứ? Không, chợ này vẫn là nhộn nhịp hơn mấy cái chợ khác á cô. Dạ. 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 Chị mình chuẩn bị Tết tới lúc nào rồi? Hết hồn tưởng không? Đi ăn cháo đi. Đi ăn cháo đâu mấy không giờ đó. Ủa chị năm rồi giờ này là đông chưa? Đông rồi. À đông rồi hả? Ủa ở nhà có gói bánh tét hả? Không dẫn em luôn hả? Dạ. Không em không có mua. À, không có gói. Không gói hả? Mua luôn hả chị? Ủa mình ở gần đây không chị? Ở cầu quay. À cầu quay. Ủa của mình là nhóm học chợ sớm không chị? Ở đây là mình nhóm khoảng 5 giờ không? 5 giờ nhóm chợ, 6 giờ mới có người ta. À dạ dạ. Rồi cảm ơn chị, em đi một vòng tiếp đây. Lấy mẹ được má. Anh năm nay có nhộn nhịp bằng năm rồi không? Năm nay chợ ế lắm. Chợ ế hả? Thấy em thấy người đi thì cũng đông á nhưng mà lại ế dữ. Không có mua. Không có mua hả? Ờ. Coi là nhiều. Vậy là năm nay người ta lại ít mua hơn rồi. Năm trước là giờ này là đông lắm hả anh? Đúng rồi. Dạ. Đây kinh tế nó hơi khó khăn. Dạ. Em đi vòng đây. Lượng khách đi rất là nhiều nhưng mà rất là ít người mua đó quý vị. Lượng mặt hàng thì rất là phong phú. Tết tới đâu rồi? Không, Tết tới đâu là sao? Không, có nghĩa là ở nhà có nấu bánh tét hay là... Tết 30 mới nấu. À 30 mới nấu, vậy là... Nhưng mà không có mua. Nhà
đó người ta làm, có mẹ làm cho hoa sinh. Dạ. Ủa chị, rồi ở đây mình bán tới bữa nào mình mới nghỉ chị? Mùng 1 lắm hả? Mùng 1 mới nghỉ. Gì mà bán tới mùng 1, 28 nghỉ thôi chứ. Rồi 28 nghỉ rồi lấy gì ăn. Bà bán 29-30 mùng 1 là mấy ngày đó được chém tới xương. Lấy mấy ngày này làm gì được chém. Rượu quá. Rồi em cảm ơn. Nè chị ấy nè. Chị ấy là chị nào? Ủa chị, mình gần đây không? Hay là... Gần đây. À, dạ. Mà quay đi cưng. Wow. Chị tết đi. Mà quay mực kìa. Dạ. Mốt đi. Ngày mai đưa internet nữa không? Dạ. Đưa vô Facebook không? Ờ... Dạ, em đi vòng này xong cái em vô nhà đồng em quay. Dạ, em đi hả? Ủa ở đây mình 5 giờ là bắt đầu nhóm chợ đúng không chị? 5 giờ là nhóm này, nhóm tháng 8, 6, 7 giờ chiều. À, dạ. Bên này đẹp bán nha. Đây là khu vực đi vào khu vực nhà lồng chợ bán các loại về quần áo, giày dép đó quý vị. Và bên kia đó là chỗ để xe. Chị năm nay bán không có được hả chị? Nó bé quá. Dạ đây. À dạ. Dạ năm nay bán có tiền hết trơn. Dạ. Em đi một vòng nữa. Đây là khu vực ở nhà lồng chợ nè quý vị. Quay chợ Tết. Dạ. Tại bình thường con cũng có quay chợ này rồi nhưng mà gần Tết rồi quay chợ Tết. Dạ. Không, thấy bác ấy mà. Nè. Nè con cho bác nhìn nè. Thấy không? Dạ thấy. Ừ. Nè, bác gái nè. Dạ dạ không sao, té thì đứng dậy đi tiếp. Dạ. Đâu có sao. Bạn chưa lấy đó hả? Dạ em đi bạn chưa lấy đó hả? Dạ không không cái này vậy. Đây đây đây, con quay cô này. Cô năm nay bán không bằng năm rồi hả cô? Không, không bằng. Ồ, lượng khách ít hơn hả cô hả? Dạ. Ủa cô mà ở đây là của mình là nhóm là từ mấy giờ cô ha? Cô hả? Dạ. Cô nhóm là cô đi sớm lắm. À dạ. 2 giờ là tới đây nè. 2 giờ đêm. Ủa vậy là mình ở đâu ra bán cô? Đi gần đây thôi. Gần đây mà lại đi sớm dữ vậy đó hả? Dạ. Ủa mà giờ đó là khoảng mấy giờ là mới bắt đầu có khách cô? Hả? Tới mấy giờ là mới bắt đầu có khách, có người mua á? Có khách sáng.
tới sáng mà chúng mình phải đi đêm thì mình chỉ ra giữ cá thôi. Giữ là mình cho cơm phần đấy. À con hiểu rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn con đi. Còn sáng mới bán được. Ủa cô rồi ở nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi cô? Hả? Ở nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi? À nhà cô con trai ấy, chuẩn bị. À vậy là con mình vậy ấy. Mình cứ ngồi chờ thôi. Dạ. Ủa cô vậy là bên mình là mình gói bánh trưng chứ không phải là bánh tét như là ở vườn của người ở đây. Nhà cô gói gần trăm cái này cái. Ồ là chủ yếu là ăn một phần rồi cho nó biếu tặng. Anh chị em mình cùng nhau. À hùng nhau nữa hả cô? Dạ. Ủa rồi ở nhà mình là mình trưng mai hay là trưng trưng nhà mình trưng mai. À trưng mai chứ không phải là trưng qua đào hả cô? Đào đây đâu có. Mà ở đào đây cũng khó mà khó. Nó mắc à dạ. Nhà cô này trồng cây mai nè. À dạ. cây mai tươi. Dạ. Rồi con chú kính chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt. Con cảm ơn cô. Dạ. Em là năm mới mày khỏe là anh là bà Thủy Yến. Dạ. Dạ con xin phép cô. Đây có rất là nhiều mặt hàng nha quý vị, các loại gà, chân gà, rồi đùi gà. Thôi đi đã nha. Đây là sò huyết đó quý vị. Cô ơi mình đâu ra bán luôn cô à? Gần đây không? Mình ở gần đây không? Có gì không? Dạ con làm cái sự gì Tết? Không sự về Tết, không sự ai cô đâu. Mấy người kia ta khá khá không kìa. Ủa đâu có đâu cô, người nào mình cũng không dám được. Bán cái gì? Nói đi. Dạ à, cho con hỏi là cái này là mình ở gần đây ra bán không hay là ở xa cô? Mình ở đây nhưng mà mua đồ Đà Lạt về bán. À ở Đà Lạt, mua Đà Lạt về bán. Cái đồ này là mình không mua được đây nè. Đây á, là một cái hàng Đà Lạt. Còn à. Đây á, là những hàng này của người nông dân mình sản xuất ra ngay ở đây. Ủa cô mà mình làm sao để phân biệt được là đồ Đà Lạt hay là đó, đồ... Đó, tại vì đồ Đà Lạt cái rất là đẹp của nó là nó như thế này. Cô chỉ cho con. Cái trà Đà Lạt là nó thuộc cái thành nhân trái cà như thế này đây. Cái trái cà của Trung Quốc nó cũng có y chang. Nhưng mà nó lại là cái dạng như này là bẹt hơn một chút xíu. Bẹt nhưng mà hơn. Trái cà Đà Lạt khi mình sắt là mình chẻ nó ra là bên trong rất là đặc. Trái cà của Trung Quốc chẻ ra một cái cũng đặc nhưng mà nó có cái mùi vị vừa hơi lạt lạt vừa chua lạnh. Tức là cái trái cà Đà Lạt luôn lúc nào cũng nặng hơn cái trái cà của Trung Quốc mà Trung Quốc đưa vào bữa trước bữa sau là bị liền. Còn trái cà Đà Lạt của mình. Dạ là nhìn là biết liền là như rồi à. Dạ. Không tại vì con nhìn cái trái nào thì con cũng thấy giống như nhau hết. Đó chứ mà người bán người ta sẽ biết. Nó bẹt vô hả cô ha. Và cái trái cà Đà Lạt nó có hình như thế này. Dạ. Đây rồi. Nó rất là đẹp. Đúng rồi cái màu rất là đẹp. Dạ. Giống trái hồng. Dạ. Trái cà của Trung Quốc là thuộc cái dạng mà nó cũng giống như vậy nhưng mà hồng nó cũng tờ như vậy nhưng mà nó bẹt hơn là nó ngắn hơn đó hả cô? Đúng rồi, nó giống như trái cà miền Bắc. Nó bẹt xuống một chút xíu, nó không có độ dài, nó có độ tròn mà ngắn. Dễ bị. Dạ. Dễ bị ăn là dễ bị liền ung thư thôi. Cái đó là con biết nó xài những chất bảo quản thảy bên ngoài. Cái trái cà của Trung Quốc luôn có một cái giống như cái bột màu trắng nó hay dính vào các cái khía này là cái chất bảo quản cái bột như giống như là cái bột mì mình á, mình lấy lên mình cứ thấy sao mà nó có những cái loại đó là thật ra là những chất bảo quản của cái trái đó. Dạ. Trái cà của mình ví dụ như trong vòng ví dụ như khoảng 3-4 ngày nó hư, cái trái cà Trung Quốc tháng chưa hư.
Đấy, còn dưa leo đặc biệt thì dưa leo ở trong này không sinh ý gì cả. Dạ. Cái húng hoa này cũng vậy, húng hoa đặc biệt là húng hoa mà để mà người ta bán cho mình mà nó thì to mà ta phun thuốc á thì nó lại là khác. Đây là húng hoa thật sự là của mình này. Ồ, nhìn đẹp quá ha cô ha. Đấy. Dạ. Nó có không có mù, nó không có bóng. Nó chỉ là chân chất của một cái trái húng hoa bình thường thôi. Nó không có bóng. Còn cái trái húng hoa mà để của Trung Quốc hay là mình xài cái loại thuốc mà để ngâm á là nó bóng hới luôn. Bóng hới mà cái gà nó đỏ đều trắng luôn, con không thể nào phát hiện ra được. Ở đây thì còn có cái to cái nhỏ này. Cái lằn này đó hả cô? To nhỏ nhưng mà của cái thằng Trung Quốc mà đẩy là thấy là nó đỏ đều hết như thế này. Cái này tất cả là đều phải bằng nhau. Bằng hết. Nó đỏ, nó còn đỏ kỳ ra hơn này nữa này. Ồ trời. Cái đào thì của Việt Nam. Dạ. Và đây cũng là cái củ cải Đà Lạt 100%. Củ cải của Trung Quốc bóng hơn. Đẹp hơn. Ủa cô mà nãy cô nói con không hiểu lắm, có nghĩa là tắt cái dãy này bằng cái dãy này luôn hả? Tức là nó sẽ nở phì ra. Phì, cái này cũng bự ra luôn. Tất cả mọi cái đều nở hết đát luôn. Nó không còn cái độ nhỏ nhỏ như thế này nữa, nó không còn cái đường rẽ nhỏ như này nữa. Mà nó phì ra hết luôn, cho con thấy hết luôn, không có cái kẽ như này đâu. Dạ. Đây, ví dụ đây là một trong trường hợp, đây ví dụ như vậy này. Nếu mà nó, đây hai trái khác nhau này, nhưng mà trái này có xài này. Tại vì mình nhìn mình biết, nó sẽ làm như thế này này. Nó không còn một cái trái của y không 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 có cái không, hai không, trái không. Khác nhau con nhìn thấy rõ ràng chưa? Ý trời, may quá sao mà có trái để cho con nhìn thấy. Ồ, trái này không có cái lằn ở giữa nữa, không có lằn này luôn, nó thổi thuốc đó nó thì hết rồi đó, nó thổi phì ra luôn. Nhưng mà cái này của mình nó đây trồng mà. Không, tại vì cái trái này là mình phải lấy một bên ngoài cho người ta nhìn ra biết, cô có được bên ngoài để cho người ta nhìn thấy, tại vì nó cho mình hai coi hai cái giá cả, cái này 10.000, cái này 17.000. Rồi con hiểu rồi, vậy là 11 con đi chợ sẽ không có bị lầm. Còn cái vụ này nữa hả? Nè giống hệt luôn nè. Nè chị nhìn thấy không? Nãy giờ nó không nghe không hiểu hết. Dạ. Sao? Mình nè, nó không có nghĩa là nó cái đó. Cái lằn này nè là nó của mình có nè, nhưng mà của nó là không. Khổ quá. Cô mua cho ai mua, không phải ông mua cho ai mua. Rồi. Nhiều nên chị nhạo cái hậu dịch nữa rồi chống được. Ôi vậy là cô phải bán kèm thêm một dịch nữa cô ơi. Con đang quay phóng sự Tết. Cái này của anh 10.000 á. 9.000 gửi được không? Được, tặng anh luôn. Cái củ dền mà các thai Trung Quốc có luôn. Ủa cô ạ? Có Trung Quốc ăn, mà Việt Nam không ăn đâu. Ví dụ như cái khoai này là 100% khoai Đà Lạt. Bởi vì nó mỏng da. Mỏng da đọc vào là nó có thể ăn tiền. Trời ơi, 10.000 nó chơi. Đừng đâu lấy nhà làm gì nữa. Cái này là cái da của mình thật sự. Đúng không? Dạ. Động vô là chạy liền lập tức. Gặp mà nó mỏng quá cô ha. Đấy, mỏng là khoai liền. Dạ. Là trường hợp một trong những con một củ khoai Trung Quốc. Ý cô đẩy kế nhau cho con quay cho bà con ở xa người ta coi á, cho nó biết á. Cái này là của Trung Quốc. Ồ, bên này là của Trung Quốc nè quý vị, còn bên đây là của Đà Lạt nè quý vị. Đà, cho anh ta thấy luôn là cái da nó như thế này. Da rất là mỏng của mình. Của mình. Ở bên này là của thằng ông nội này. Cố nhẹ. Dạ. Cái này là hồ cẩm tàu. Ô mà nó cái màu của nó hơi hơi sẫm hơn. Sẫm hơn. Tay của mình mỏng bỏ cái này nó con làm hoài luôn cũng không bao giờ mà ấy hết. Nó không bao giờ chảy nổi hết. Nó chỉ có héo đi mà thôi. Ừ, có héo đúng là không, nó da nó dày hết là dày. Nó chỉ có héo đi chứ nó không có chảy được. Dạ. Còn của mình nè. Của mình bầm ấy nhẹ một cái là dày, có đây là Đà Lạt 100%. Ủa cô, rồi cái này mình phân biệt làm sao của Việt Nam với của Trung Quốc? Cái này là của Đà Lạt là luôn luôn lúc nào cái đầu nó to và cái đít nó nhỏ xíu. Có thấy không? Hàng của Trung Quốc là đều bằng hết. Có nghĩa là cái đầu với cái đuôi nó sẽ bằng nhau luôn. Đúng bằng nhau mà nó bóng đẹp cực kỳ luôn. Vậy là bữa hôm con mua hai cái nó bằng nhau mà nó tròn đều. Rồi. Vậy con hiểu rồi đó. Chết người. Đây là Đà Lạt 100%. Bữa nay con đi chợ luôn. Con quay cái chợ này con mới biết rất là. Người ta không chỉ đâu. Trên sàn nếu mà chỉ con thì người ta bán cho ai được. Dạ đúng rồi. Kiểu này hai cô cháu mình mà đưa lên internet xong rồi chắc cũng bị chửi. Đây là hàng Đà Lạt. Không nhưng mà không sao, con cứ đưa thôi tại vì con cũng muốn bà cô cứ vô tư, con cứ đưa thoải mái. Dạ. Đây là hàng Đà Lạt. Không nhưng mà bữa nay cô chia sẻ là con rất là cảm ơn cô và khán giả cũng sẽ cảm ơn cô rất là nhiều tại vì cái hàng của Trung Quốc là chỉ có héo và mọc mọc chứ không thể nào chảy ra được. Dù. Cái này tính ra cũng mấy ngày hả cô? Lâu rồi phải không? Một hai ngày như vậy nó để cả 2 tháng rồi.
vẫn vô tư. Và cái hành này là từ sáng đến chiều ngày mai 21, đồ của Việt Nam là chỉ để được khoảng 2-3 ngày là hư hết. Đồ hư mới là đồ chuẩn, và kia cũng là hành của Trung Quốc. Cái này hả? Chính xác. Này là hành của Trung Quốc. Hành đó là đã sấy khô. Ủa cô cho con xem coi cái này. Ủa cô mà làm sao? Cái này là do mình ấy, do cái da mình bập phải. À. Cái hành của Việt Nam, con đưa một củ đây cô chỉ. Cái hành, nếu mà thật sự hành của mình là cái da nó màu này. Cái này là nó sấy rồi con ạ. À. Cái này là hành này nó sấy khô. Sấy khô. Sấy khô rồi. Nhưng mà hành này là đang là của Việt Nam hay của Trung Quốc? Cái này của anh Hồ Cẩm Đào. À. Vậy luôn anh Hồ Cẩm Đào chứ không có Việt Nam. Việt Nam là nó có một cái màu da tươi từ trên xuống dưới nó xấu lắm. Nhưng mà người ta lại chịu anh Hồ Cẩm Đào. Bởi vì mấy quán ăn nhậu nó để không bị hư. Chết trà rồi. Hả? Rồi luôn. Ở trong đây có Hồ Cẩm Đào là cái đó một là với là một củ để làm biệt ra thôi. Ủa? Là củ nào với cô? Cái củ nãy đó là chị con quay rồi. Rồi là cái củ này là hành khô của Hồ Cẩm Đào đã sấy rồi. Rồi. Hành Trung Quốc. Còn không có củ nào của Việt Nam hả cô? Không là cô. Không tại luôn. Vì người ta nhập khẩu qua, người ta đồng ý bán, mình đồng ý mua. À dạ. Người ta bán nhiều thì mình tự mua được, không có gì đâu. Dạ dạ. Này hàng Việt Nam mà luôn luôn đợi lúc trước lúc sau để là bắt đầu vàng khè. Vàng rồi. Chính dao vàng liền. Nhưng mà cái nãy giờ là con biết là có cái lằn này chắc chắn là của Việt Nam. Ừ. Còn không có lằn đó là 18.000 một ký anh cái. 18 hả? Đúng rồi. Ở đây 18 ngoài đó 20-25. Em ra hỏi đi được coi, giờ đây mua chị là người bỏ mối. Mua xong rồi ra nó thích trả lại cứ việc trả. Dạ. Ra nghe, ra coi giá thì đi. À, hôm nay Lâm được biết thêm rất là nhiều thứ đó quý vị. Dạ con làm phóng sự về Tết. À. Dạ. Cái này là mình ở đâu ra bán cô ha? Ở chợ Tắc Hán là mình ra mình bán. Không con biết rồi, nhưng mà mình là ở đây luôn hay là ở huyện khác tới á? À, dạ. À bán hồi xưa giờ ở đây luôn hả cô? Cô thấy năm nay bán được như năm rồi không? Dạ chính từ luôn. Năm nay bán được năm rồi. Dạ. Năm nay ấy năm rồi chứ ơi. Bèo lắm. Đã tới ra tại điểm này mà vẫn chưa có thấy có nhiều khách hả cô? Dán tay ra luôn thấy không? Còn người quá nhiều hơn người mua. Dạ. Thấy không? Nhìn thấy không? À đúng rồi. À, người quá nhiều hơn người mua. Năm rồi là con có không giống mấy cô bác ở đây là giờ này là đã rất là đông rồi. Tại vì ha, bán dạ. Làm kịp luôn. Dạ. Hôm nay bán buồn ngủ luôn. Bán thật ơi, thôi. Bác, có nhiều cô mà giống như là con vô mấy chợ kia thì vô ngủ luôn á là mắt giỏng ngủ luôn. Ngủ không chết vậy đó, sáng giờ ngủ không chết luôn. Dạ. Kiếm chuyện làm nó đỡ vậy đó. Bán vắng khách luôn thôi. Hôm nay người bán nhiều người mua, mần thì không ra tiền, mần thì không có tiền. Nhưng mà người ta đi vô ăn uống thì cũng tiết kiệm á. Mình bán chậm lại, đồ thì mắc, mà nó có tiền người ta uống cái chuyện lắm. Rồi con đi từ chỗ nào đến chỗ nào? Cái này thì con đi là có một điều rất là buồn là năm nay chợ rất là ế, không có được sung túc như năm rồi, mặc dù lượng khách đi rất là đông. Nhiều cô bác cho Lâm biết đó là lượng khách đi nhiều như vậy nhưng mà người mua thì rất là ít, số lượng mua giảm hơn so với năm rồi đó quý vị. Dạ em đang làm phóng sự về Tết đó. Phóng sự bà Lan. Ở anh mặt hàng ở bên đây là mình bán được không? Được. Được. Năm nay bán được.
cái này là lại dễ bán được hơn, nhưng mà tại vì em có hỏi ở bên kia á thì cô bác bán lại ít hơn á, ở đây bác hơi được hơn ta tí. À dạ, ủa mình ở đây luôn chị Lệ ngồi chỗ cột đèn mới được nữa, lại phóng lại hỏi bà không tết ba thêm nữa đi. Dạ. Nó rất là vui vẻ rồi. Ủa anh, mình ở đây ra bán luôn hay là ở huyện khác tới? Ở đây dùng mình đây. À. Ủa anh ở bên gần đây không? Ở bên sông. À, ở bên Vĩnh Hiệp. À. Dạ. Bà đó bà phải sợ ra ta đòi nợ mặt rồi. Vậy lại đó hơi sắp bánh nó gì vậy? Wow. Mày xa ra giùm tao cái coi. Nè em cho coi hình nè. Coi tôi coi coi. Nè quay cái là dính nè. Chọc chơi thôi, em không có quay chị đâu. Thôi. Hồi nãy có quay lướt qua thiệt nhưng mà không có dính mình. Cảm ơn mình luôn. Sao vậy chị? Ôi xấu quá. Trời ơi em quay từ A đến Z mà. Thôi xấu lắm đừng quay. Chặt chẽ, mọi người ra chặt chẽ. Mà đó mắt đá nó chảo đó là bông quá sạch sẽ nữa. Ủa cô ngày xưa cô nhớ cái này là cái nhà máy xay lúa đúng không? Nhà máy xay lúa. Quên rồi, nhớ là đó chứ đây. Cô nhớ là nhà máy xay nước đá Cửu Long hay là Cửu Long phải không anh? Dạ Cửu Long 2, Cửu Long 1 nằm trên đường đầu kia. Dạ. Cô bán nước đá được không cô ha? À được. Tại vì thấy chợ thì năm nay ế thôi cho nó rồi. Có bán rồi bán được. Dạ. Cái này cô mướn hay là sao cô? Cái này mướn. À mướn thôi. Lo rồi cái trong hãng người ta. À dạ. Ủa mình mướn của hãng chứ không phải là mướn của chợ. À. Từ đây cái hãng ở đây thôi đó. À dạ. Khu vực. Người hãng trên mướn nhau tháng 1 triệu bạc á. Dạ. Mà bán giùm cho em. À chứ cô không phải là người mà mướn cái này. Em hết chợ nghỉ rồi bán một vịt. Con đang quay khu này nè cô. Được không? Cái đó hả? Con đi à. Dạ, ủa cô thì chuẩn bị tết tới đâu rồi cô? À, năm nay có gói bánh chưng không? Có gói bánh tét không? Không có gói đâu, tại vì mua mà. Ở đây bán mua rồi đi mua về là cũng à, rồi. Mua về là cũng luôn hả? Ừ. Luôn hả? Dạ. Rồi chính chúc cô năm mới nhiều sức khỏe. Dạ mua mày bán đắt. Dạ. Con xin phép luôn cô ơi. Ủa nhà báo hả? Dạ không. Em làm về cái sự tết. Không phải nhà báo. Thấy chợ rồi mày đã nhận rồi không? Dạ. Chợ mình giờ là xe qua còn khó hả? Quá trời. Giờ cứ nào quay mày mình tiếp luôn đi. Không thì tối em úp trực tiếp mà. Quá trời. Chân trống anh ơi. Còn sao rồi cái vụ này sao rồi? Bao đời.
Đây là đi sẽ tới khu Tắc Gán nè quý vị. Thì chợ này gọi là chợ Tắc Gán. Tắc Gán là một cái địa danh mà hồi đó giờ ông chịu vậy mà. Lượng khách đi rất là đông nhưng mà rất là ít người mua. Quá trời người đi mà không thấy người mua hả anh? Rồi, xin cảm ơn quý vị. Được rồi anh ơi, tới đây được. Đây là khu vực xuống bến phà Tắc Gán ngày xưa, hay còn gọi là Đầu Voi đó quý vị. Đây là những cái khu vực mà trước đây rất là nhộn nhịp. Hiện giờ độ nhộn nhịp đó ít hơn trước đây rồi. Dạ. Ủa cái này là mình ở đâu lại bán anh? Ở tại đây. Nhà ở đây luôn hả? Cái này nhìn đẹp. Cái này mình mua đi bán lại thôi. Đúng rồi chứ đâu có chồng đâu. Em tưởng đâu anh chồng nữa chứ. Dạ. Quá trời. Cái này lựa hay quá anh. Dạ, đúng rồi. Điều đều. Chứ nếu không là nó sẽ không đều. Nó không có đều. Tại vì nhìn rồi. Em điên vòng cái.
ở cặp những cái bến sông là có rất là nhiều hoa đưa lên để bán tại chợ. Nếu quý vị ở đây quý vị thấy là rất là nhiều. Đây là khu vực đầu voi trước đây nè quý vị, của chợ Tắc Gán. Có voi săn, voi chùa, voi dừa với chạy hoài cái kêu mà ai ba ơi, bên kia là ngày xưa là voi voi gòn phải không? Voi gòn, voi dừa. Rồi voi săn. Dạ. Ủa cô, cái địa điểm mà chợ Tắc Gán ngày xưa là ở chỗ đó đó. Không, con biết rồi nhưng mà con nhớ cái tên là do sao mà có cái tên là Tắc Gán á cô? Giống nhưng là giống như là voi gòn thì ngày xưa trồng nhiều cây gòn. Cây gòn. Còn cái đây là trồng nhiều cây dừa. Còn cái này cây săn. Cây săn là có cây săn ở ngoài ngoài kia. Dạ. Dạ. Ủa cô, chuẩn bị Tết tới đâu rồi cô? Nè quay cô cá. Tết tới đâu rồi? Dạ. Ăn hoài. Năm nay ba bữa nó Tết rồi. Năm nay mình có gói bánh không cô? Có. Dạ. Gói bánh vậy đó. Mai mới gói hả? Dạ. Bữa nay cái gì cũng lên hết cô ơi. Dạ. À, giống như là sáng cô dưa leo á thì lên tới 2.000 rồi. Mấy cái kia lên 2-3.000, 2-3.000 hết rồi. Dạ. Ở đây là bến phà Tắc Gán này trước đây hiện giờ luôn. Trước đây ở đây có cái khu vực đó ngay cây cầu á là có khu vực mà bán cho các loại ghe cào cào hến á, rất là đông đúc. Có một cây xăng nữa ở phía bên tay trái nữa nhưng mà hiện giờ thì không có còn nữa. Gọi là khu vực mà có rất là nhiều cái hoạt động sôi nổi trước đây mà hiện giờ là không còn như trước nữa. Thay đổi rồi chứ đâu còn đổi. Dạ. Tết vui cô ơi. Dạ, không đi luôn. Đón Tết luôn hả chú? Dạ. Bia đón Tết. À, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phóng sự hôm nay. Xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Dịp Tết đến rồi, xin về kính chúc cho quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị.